Đã chinh phục xong mì cay cấp độ 7 của Việt Nam rồi, ngày hôm nay tôi sẽ thử thách mì cay cấp độ 7 của Hàn Quốc nha mấy bà. Mì cay Samyang. Ly mì cay đã chín rồi, bữa nay mình sẽ ăn mì cay cùng với củ hủ dừa nhé cả nhà. Thì một cái chén muối ớt nữa nè. Ôi, nóng mà khỏi bay nghi ngút. Cái gói mì cay Samyang Hàn Quốc này á, thì cái cấp độ cay của nó là tương đương với là mì cay cấp độ 7 của Việt Nam mình đó cả nhà. Cay siêu cay luôn. Ngọt cay mà được thấy nó rất đậm đà như cả nhà. Cay quá. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái củ hủ dừa. Nó siêu to khổng lồ cả nhà ơi. Chấm ớt, chấm dầu. Rồi bước nha. Siêu giòn, siêu ngọt luôn cả nhà ơi. Ngọt lắm luôn. Thử với cái góc này coi có ngọt hơn. Giòn dữ luôn á. Giòn và rất ngọt nha cả nhà. Quá ngọt, ngon dữ luôn á. Ở đây nè, mình gỡ ra được. Tiếng giòn của nó nghe đã lắm cả nhà. Ngon quá. Ui, cay nha. Cay quá cả nhà. Nó thơm lắm luôn nha. Nó thơm, nó giòn và nó rất ngọt. Đó, mọi người nghe cái tiếng giòn không? Đó, siêu giòn luôn. Ngon quá. Đã quá cả nhà ơi. Nó ngọt thanh thao luôn á cả nhà. Ngọt mà kiểu ngọt thanh thao, ngọt cái kiểu mà rau củ tự nhiên á, chứ không phải là kiểu ngọt đường nha. Ngọt mà kiểu ngọt dạng thanh á. Ngon quá. Mmm.